Kinh văn: Tưởng đạp quyền nhai, giữ thuyết tương loại. Việc nghĩ tưởng mình đứng trên dốc cao cũng giống như vậy. Giảng: Việc nghĩ tưởng, quý vị tưởng tượng mình đang đứng trên một mỏm đá, dưới chừng là bờ vực sâu 10.000 feet. Chừng quý vị rung lên, mềm nhũn và thấy gan bàn chân có cảm giác rờn rợn. Có một vị bác sĩ đang học kinh nơi đây. Bác sĩ có đồng ý rằng có sự việc như vậy xảy ra không? Quý vị nên biết tại sao lòng bàn chân có cảm giác rờn rợn trong tình huống như vậy. Không nhất thiết phải đi đến đứng trên bờ vực, chỉ cần quý vị tưởng tượng đến chuyện ấy thôi. Bây giờ tôi đang đứng trên mỏm đá của bờ vực sâu 10.000 feet. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi, ta sẽ rơi xuống hố sâu không đáy này ngay. Ngay khi ấy, chân của quý vị liền trở nên yếu đi và lòng bàn chân rờn rợn. Người ta thường hay nói về năng lực ám thị. Năng lực ám thị do đâu mà có? Quý vị suy từ chuyện này ra thì sẽ rõ. Thế nên, việc nghĩ tưởng mình đứng trên dốc cao cũng giống như vậy. Cũng giống như miệng tiết ra nước bọt khi nghe nói về me chua. Cả hai đều là kết quả của tưởng ấm. Kinh văn: Thị cố đương tri, tưởng ấm hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy nên biết tưởng ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: Nếu tưởng ấm chẳng phải tự nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên, thì rốt ráo tánh của nó là gì? Đó là tánh Như Lai Tạng, là diệu chân như tánh của Như Lai Tạng. Do vậy nên biết, ông nên phải biết tưởng ấm không thật. Tưởng ấm, một trong ngũ ấm, là hư vọng, không thật. Hư vọng sinh ra rồi, hư vọng diệt mất. Cội nguồn sinh khởi của cái hư vọng này là gì? Nó sinh khởi từ trong diệu chân như tánh của Như Lai Tạng. Từ chân mà khởi vọng, thế nên các tướng hư vọng hiện ra, các lý lẽ về miệng tiết ra nước bọt và lòng bàn chân có cảm giác rờn rợn phát sinh từ đâu? Chúng phát sinh từ hư vọng. Hư vọng từ đâu sinh ra? Nó sinh ra từ diệu chân như tánh của Như Lai Tạng. Do vậy, nó vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Kinh văn: A Nan, thí như bạo lưu ba lãng, tương tục tiền tế, hậu tế bất tương du diệt. Hành: Ấm đường tri diệt phục như thị. A Nan, dĩ như dòng nước chảy mạnh, các làn sóng nối tiếp, lớp trước lớp sau chẳng vượt khỏi nhau. Giảng: Trên đã giảng về tưởng ấm, phần này của kinh văn sẽ nói về hành ấm. Trong tiếng Hán, chữ hành còn đọc là hen. Hành ấm giống như một dòng nước chảy xiết. A Nan, dĩ như dòng nước chảy mạnh, các làn sóng nối tiếp, lớp trước lớp sau chẳng vượt khỏi nhau. Các ngọn sóng chồm lên phía trước, phía sau vô số các ngọn sóng khác liên tục phủ lên nhau. Khi quý vị nhìn vào sóng, quý vị thấy sóng chồm về bên phải, rồi chồm về bên trái, rồi nghĩ rằng chẳng có ai theo dõi đến chúng. Sóng rất có trật tự. Phần lớn sóng chỉ có một dạng, nhưng ngọn sóng lớn lại phát tán ra thành nhiều ngọn sóng trong cùng một lúc. Những ngọn sóng ấy giống như các niệm tưởng trong tâm của con người, trong tâm thức.
Trong thức thứ 8, niệm này sinh khởi, niệm khác hoại diệt theo sau, các niệm khác dấy khởi. Sự sinh khởi và hoại diệt của các niệm trong tâm thức cũng giống như sóng trên mặt nước, nó liên tục nối tiếp nhau, ngọn này kế tiếp ngọn kia, giống như niệm tưởng trong tâm con người vậy. Niệm này dừng, niệm khác sinh khởi, niệm kia dừng, liền có niệm kế tiếp nối theo. Một niệm vừa diệt, niệm khác liền sinh, niệm kia vừa sinh, niệm sau liền diệt. Nó liên tục trình hiện như sóng, không bao giờ vượt qua nhau. Ngọn sóng đi sau không bao giờ phủ lên đầu ngọn sóng trước. Cũng vậy, niệm tưởng sau của quý vị không bao giờ phóng dọt lên trước niệm hiện tiền. Thế nên giữa các niệm có một hoạt động rất trật tự, không một chút sai lầm. Mới nhìn qua thấy các ngọn sóng tưởng như không có ranh giới, nhưng thật ra sóng di chuyển từng ngọn rất có trật tự và liên tục, không bao giờ dừng nghỉ. Kinh văn: hành ấm đương tri, diệt phục như thị. Nên biết hành ấm cũng lại như vậy. Giảng: nên biết hành ấm cũng lại như vậy. Hành ấm, món thứ tư trong ngũ ấm, cũng giống như dòng nước chảy mạnh, sóng thức trong tâm con người cũng liên tục không dừng nghỉ trong một tiến trình trật tự, khiến cho con người chuyển biến trưởng thành từ thiếu niên đến tráng niên, từ trung niên đến già lão, từ già lão đến chết. Điều này tương tự như các ngọn sóng liên tục nối tiếp theo nhau. Kinh văn: A Nan, như thị lưu tánh, bất nhường không sanh, bất nhường thủy hữu, diệt phi thủy tánh, phi ly không thủy. A Nan, tánh của dòng nước như vậy chẳng do hư không sinh ra, chẳng phải do nước mà có, cũng chẳng phải tánh nước, cũng chẳng lìa hư không và nước. Giảng: A Nan, ông phải nên biết đạo lý này là gì. Tánh của dòng nước như vậy, dòng nước dồn theo nhau chảy xiết, chẳng do hư không sinh ra, chẳng phải vì hư không mà có dòng nước chảy xiết, cũng chẳng phải do nước mà có. Mặc dù sóng là ở trong nước, nhưng không phải nhờ nước mà có sóng, cũng chẳng phải tánh nước. Sóng tự nó chẳng phải là nước, cũng chẳng lìa hư không và nước. Thế thì nó đến từ đâu? Kinh văn: như thị A Nan, nhược nhân không sanh, tắc chư thập phương, vô tận hư không, thành vô tận lưu, thế giới tự nhiên, câu thọ luân nghịch. Thật vậy A Nan, nếu nhân hư không mà sinh thì mười phương hư không vô tận sẽ thành dòng nước vô tận, thế giới tự nhiên sẽ bị chìm đắm. Giảng: A Nan, Như Lai sẽ giải thích cho ông rõ hơn tại sao Như Lai nói rằng dòng nước chảy xiết như sóng mòi ấy lại không do hư không sinh ra. Như Lai sẽ nói cho ông rõ. Thật vậy A Nan, nếu nhân hư không mà sinh thì mười phương hư không vô tận sẽ thành dòng nước vô tận. Không chỉ trong thế giới này mới có hư không, mà khắp cả mười phương cõi nước đều có hư không. Nếu dòng nước chảy xiết như sóng mòi ấy do hư không sinh ra, thì vô cùng vô tận hư không trong khắp mười phương cõi nước. Hư không thì hoàn toàn không có ngàn mé, sẽ trở thành một dòng nước dữ dội. Và do dòng nước mênh mông dữ dội ấy mà thế giới tự nhiên sẽ bị chìm đắm. Toàn thể mười thế giới sẽ bị đắm chìm trong cơn đại hồng thủy, và mọi loài chúng sinh sống trong đó
đều sẽ bị chết đuối. Kinh văn: Nhược nhân thủy hữu, tắc tử bạo lưu, tánh ứng phi thủy, hữu sở hữu tướng, kim ứng hiện tại. Nhược tức thủy tánh, tắc trừng thanh thời, ứng phi thủy thể. Nếu do nước mà có, thì dòng nước này tánh nó lẽ ra không phải là nước nữa, và hiện nay có thể chỉ ra tướng của nước và dòng nước khác nhau. Nếu dòng nước tức là tánh nước, thì khi nước trong lặng sẽ không còn là thể của nước nữa. Giảng: Nếu do nước mà có, nếu ông nói rằng do nước mà có dòng chảy xiết vô tận ấy, thì dòng nước này tánh nó lẽ ra không phải là nước nữa, và hiện nay có thể chỉ ra tướng của nước và dòng nước khác nhau. Vốn thể tánh của dòng nước ấy sẽ không phải là nước nữa, lẽ ra nó phải có một nơi chốn và tướng trạng để hiện hữu. Nhưng dòng nước chảy xiết lại không có một tướng trạng thực sự. Nếu dòng nước tức là tánh nước, nếu ông cho rằng dòng nước chảy xiết chỉ vốn là nước, thì khi nước trong lặng, khi không có sóng, sẽ không còn là thể của nước nữa. Nếu vậy, không có sóng thì sẽ không có nước. Nếu ông cho rằng dòng chảy xiết ấy là nước, thì khi sóng lặng, nước sẽ không còn nữa. Sự thay đổi về tánh chất tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi về thực thể. Kinh văn: Nhược ly không thủy, không phi hữu ngoại, thủy ngoại vô lưu. Nếu lìa hư không và nước, thì hư không vốn chẳng có trong và ngoài. Ngoài nước ra vốn chẳng có dòng nước. Giảng: Nếu lìa hư không và nước, ông muốn nói rằng dòng chảy ấy tách rời hẳn hư không và nước mà có. Nhưng hư không vốn chẳng có trong và ngoài, ngoài nước ra vốn chẳng có dòng nước. Tách rời khỏi nước thì chẳng có dòng chảy nào cả. Nên nói lìa khỏi nước mà có dòng chảy là không đúng. Ông sẽ cho rằng chẳng lìa, tức là khỏi nước mà có dòng chảy. Điều ấy cũng sai luôn. Phân tích rút ráo: A Nan, ông nói như thế nào về việc này? Đó chẳng phải là cái gì hiện hữu do nước hoặc hư không. Cội nguồn của nó là Như Lai tàng diệu chân như tánh. Kinh văn: Thi cố đương tri, hành ấm hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhân tánh. Do vậy nên biết hành ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: Do vậy trước đây ông đã từng cho rằng điều này có liên quan đến nhân duyên và tự nhiên. Này ông nên biết hành ấm không thật, dòng nước chảy xiết vốn là hư vọng không thực, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Điều này đã được trình bày trong phần nói về hành ấm. Cội nguồn của nó vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh, nhưng do một niệm vô minh sinh khởi nên chúng sinh bị mê mờ, nên từ chân mà khởi ra vọng. Ông bỏ quên mất cái chân thật mà chạy đuổi theo cái hư giả. Do đây nên hết thảy mọi tướng hư vọng trên thế gian được hình thành. Kinh văn: A Nan, thí như hữu nhân, thủ tần gia bình, tắc kỳ lưỡng khổng, mãn trung kình không, thiên lý diễn hành, dùng hướng tha quốc, thức ấm đương tri, diệt phục như thị. A Nan, dĩ như có người lấy một cái bình tần già
bịt kín hai đầu lại, trong đó đựng đầy hư không, đem đi xa ngàn dặm. Đến cho nước khác, nên biết thức ấm cũng lại như vậy. Giảng: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm đã được trình bày. Bây giờ sẽ giải thích về thức ấm. Trước hết, tôi sẽ tóm lược lại về bốn ấm đầu tiên. Sắc ấm đề cập đến những cái có hình tướng, có vật thể. Khi mắt trừng trừng nhìn vào hư không, thì thấy xuất hiện những hoa đốm. Dù những hoa đốm ấy là hư vọng, không có thực, nhưng nó vẫn có hình sắc. Thọ ấm là sự tiếp nhận, lãnh hội. Khi hai bàn tay xoa vào nhau, sẽ làm phát sinh các cảm giác thô ráp, trơn mịn hoặc lạnh nóng. Tưởng ấm đơn thuần là do niệm tưởng. Chẳng hạn khi tai quý vị nghe nói đến me chua, rồi quý vị bắt đầu nghĩ tưởng về me. Ngay khi quý vị nghĩ tưởng thì trong miệng liền tiết ra nước bọt. Đây là kết quả của tưởng ấm. Nghĩ tưởng ở đây có nghĩa là vọng tưởng. Hành ấm có nghĩa là sự biến dịch, vận động, nó không ngừng nghỉ. Đầu tiên có người trẻ trung, rồi trở thành trung niên, rồi già và chết. Niệm này sinh khởi, tiếp theo sau niệm kia diệt mất. Niệm này nối tiếp niệm kia không dừng nghỉ, đó là hành ấm. Thức ấm có liên quan đến sự phân biệt. Nó nhận rõ sự khác nhau giữa các sự việc. Nó xem xét, suy tính và tìm kiếm sự lợi thế trong mọi hoàn cảnh. Chẳng hạn như A Nan, không phát huy công phu tu tập, không có được định lực, nhưng ham thích đa văn, có nghĩa là tìm cầu lợi thế trong hoàn cảnh. Sự hoạt dụng của tâm tìm cầu lợi thế trong hoàn cảnh là không có thực. Này sẽ giảng về thức ấm. A Nan, ví như có người lấy một cái bình tần già. Tần già là tiếng Phạn, có nghĩa là tên một loài chim ở Ấn Độ, có tiếng hót rất hay. Nó có thể hót khi đứng bằng một chân. Tiếng hót của nó hay hơn hẳn những loài chim khác, nên người ta rất thích nghe. Cái bình này có hình dáng như loài chim ấy, nên có tên như vậy. Bình này có hai lỗ ở hai đầu. Người trong ví dụ của Đức Phật bịt kín hai đầu lại, anh ta núp kín hai lỗ ở hai đầu của chiếc bình tần già lại. Trong đó đựng đầy hư không, đem đi xa ngàn dặm đến cho nước khác. Một dặm lý của người Trung Hoa tương đương 1/3 hải lý. Có thể anh ta đi bộ, có thể anh ta đi thuyền. Vào thời ấy chưa có máy bay, xe hơi hoặc tàu lửa. Ngày nay chúng ta có thể đi được ngàn dặm trong vòng một ngày mà chẳng bận tâm gì cả. Nhưng thời đó muốn vượt 1.000 dặm thì chỉ bằng cách đi bộ. Anh ta làm gì với hư không trong bình tần già? Anh ta mang tặng cho nước láng giềng. Quý vị nghĩ xem, việc này hợp lý chăng? Nên biết thức ấm cũng lại như vậy. Thức ấm, tâm phân biệt, cũng giống như câu chuyện cất giữ hư không rồi đem đi xa ngàn dặm tặng cho người khác vậy. Kinh văn: A Nan, như thị hư không, phi bỉ phương lai, phi thử phương nhập. A Nan, hư không này chẳng phải từ phương kia đến, cũng chẳng phải từ phương này vào. Giảng: A Nan, hư không này chẳng phải từ phương kia đến, cũng chẳng phải từ phương này vào. Người kia mang hư không đi tặng, nhưng hư không từ nơi này và hư không nơi kia là hai thứ chăng? Vốn là không khác,
Hư không chỉ là một thứ. Nếu quý vị nhốt hư không nơi này vào trong cái bình rồi mang đi xa ngàn dặm, qua một quốc gia khác, rồi đổ nó ra, thì nó sẽ hợp với hư không nơi đó. Có gì khác nhau giữa chúng? Hư không vốn chẳng đến chẳng đi. Kinh văn: Như thị A Nan, nhược tỷ phương lai, tắc bổn bình trung, ký trữ không khứ, ư bổn bình địa, ưng thiểu hư không. Như vậy A Nan, nếu hư không từ phương trở lại, thì trong bình này đã đựng hư không đem đi, thì ở chỗ trước bình phải thiếu đi một ít hư không. Giảng: Như vậy A Nan, tại sao Như Lai nói hư không chẳng đi từ nơi này đến nơi kia? Hư không vốn chẳng đến chẳng đi. Nếu hư không từ phương kia lại, thì trong bình này đã đựng hư không đem đi. Trong chiếc bình tân gia, người ấy chứa đầy hư không, rồi đem chiếc bình ấy đi đến một nơi khác, thì ở chỗ chiếc bình phải thiếu đi một ít hư không. Quý vị lấy đi một ít hư không chứa vào trong bình, thế nên hư không ở nơi đó phải bị ít đi. Phải không? Nơi quý vị mang chiếc bình có chứa hư không đến, thì hư không ở đó có tăng thêm không? Đây là trường hợp làm chuyện vô ích và kiếm chuyện để làm. Thước ấm cũng giống như vậy. Dũng chẳng có việc gì để làm. Nó phân biệt bên đông, phân biệt bên tây, phân biệt mọi thứ khác nhau, trong mọi tình huống khác nhau. Cũng giống như chuyện nhốt hư không vào trong cái bình rồi mang sang nước khác làm quà. Kinh văn: Nhược thử phương nhập, khai khổng đảo bình, ứng kiến không xuất. Nếu hư không từ phương này vào, thì khi mở miệng bình đổ ra, phải thấy hư không đi ra. Giảng: Nếu hư không từ phương này vào, thì khi mở miệng bình đổ ra, phải thấy hư không đi ra. Nếu hư không có sự đi ra đi vào, nếu ông nói rằng hư không được đem từ nơi này đến nơi khác, thì ông phải thấy được hư không đi ra khi mở nút và chút ngược cái bình xuống. Nếu nói không thể thấy được hư không, thì hư không chẳng hiện hữu. Nếu ông thấy được hư không, thì nó không phải là hư không, vì ông không thể nào di chuyển được hư không. Ông không thể nào đem hư không từ nơi này đến nơi khác được. Kinh văn: Thị cố đương tri, thức ấm hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Do vậy nên biết hành ấm không thật, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tánh tự nhiên. Giảng: Do vậy A Nan, do vì điều ấy, ông nên biết hành ấm không thật, nó cũng vậy, hư vọng không thật, vốn chẳng phải nhân duyên. Chẳng phải do nhân duyên mà thức ấm hiện hữu, chẳng phải tánh tự nhiên. Cũng chẳng phải do tánh tự nhiên mà thức ấm hiện hữu. Nguồn gốc phát sinh của nó vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Đại Phật đỉnh vạn hạnh thủ lăng nghiêm, kinh quyển đề nhị. Hết quyển hai. Thích Nhuận Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm, Hạ An Cư, Phật lịch 2546. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.